Tài chính 4 tỷ liệu có tìm một căn nhà nào có thể kinh doanh mặt ngõ thông không mọi người? Có nhá, trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà có thể kinh doanh nhỏ được ở đây mọi người ạ. Bởi vì ở cái mặt ngõ thông này rất là nhiều cửa hàng kinh doanh từ tạp hóa cho đến hiệu thuốc. Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong cái thời tiết nóng nực ngày hè nhưng mà Ngọc Ánh vẫn cứ chuyên cần đi làm để quay video gửi tới quý vị những căn nhà rất là đẹp, những căn nhà thuộc đúng với cái giá trị nhà tốt mang lại cho khách hàng. Với căn nhà này có thể kinh doanh nhỏ mọi người ạ, mặt ngõ thông ô tô đi qua. Với cái vị trí xuất sắc, nó lại nằm lại ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với một cái căn nhà mà hôm trước có những quý khách hàng hỏi em là: anh ơi, có cái tầm tài chính nào 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ mà có thể kinh doanh ngõ thông không? Thì tại thời điểm đấy là không có. Nhưng trong video này, căn nhà này mới vừa hoàn thiện xong thì Ngọc Ánh sẽ quay và gửi ngay cho quý vị. Với cái diện tích là 31-32m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, tầng 1 chủ đầu tư thiết kế đúng là để kinh doanh cho quý vị, để thông sàn. Riêng với phần tầng 1 để thông sàn và làm thiết kế cửa cuốn, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần mọi người ạ. Phía dưới tầng 1 thì thiết kế cực kỳ đơn giản như thế thôi, để quý vị nào có mong muốn kinh doanh thì có thể kinh doanh nha. Tiếp theo, với cái phần tầng 1 ngoài ra để thông sàn thì có để một cái phòng vệ sinh ở đây. Để một cái phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hiện tại cái khung giờ Ngọc Ánh đang quay nó là 9 giờ sáng, mà bởi vì ở đây nó là ngõ thông cho nên rất là ồn mọi người ạ, xe cộ đi lại tấp nập luôn. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì toàn bộ là thiết kế gỗ, và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thông sàn để kinh doanh, từ vị trí căn nhà này đi ra tới chợ Hà Đông rất là gần, gần với cầu đen cầu trắng, gần với viện quân y 103, gần với bệnh viện ca Tân Triều. Cái căn nhà này cũng rất là gần với lại chợ Kiến Hưng 365. Nói chung từ vị trí căn nhà đi ra tới trung tâm hành chính quận nó chỉ khoảng tầm 2,5 km thôi mọi người ạ. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Và mời mọi người theo em lên khám phá trên tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhá. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một không gian bếp đây mọi người nha. Với cái căn nhà này, mặt tiền của ngôi nhà là 3m4. Đó. Không gian bếp rất là rộng. Toàn bộ cái phần không gian bếp và cái phần phòng khách được thiết kế toàn bộ là lát sàn gỗ mọi người ạ. Tủ bếp thì được thiết kế là tủ gỗ luôn. Đó. Xung quanh bếp thì là ốp gạch rất là sạch sẽ. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Với căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay được. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế rất là hợp lý. Ngoài cái không gian đây là cái phòng bếp thì ở trên tầng 2 này còn thiết kế một cái không gian phòng khách nữa mọi người nha. Đây, phòng khách nhỏ nhắn xinh xắn để được một bộ sofa rất là hợp lý. Hướng của căn nhà này là hướng đông nam rất là mát. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích. Phía dưới ở tầng 1 của ngôi nhà cũng chủ đầu tư cũng thiết kế cho mình một chiếc quạt trần, và trên phía tầng 2 phòng khách này cũng thế. Ngoài ra thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là cái ban công này mở được hướng ra phía bên ngoài. Đây. Tiếp theo là bộ rèm cửa, chủ nhà đã lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cũng vậy. Căn nhà này có giá chào bán với cái giá kinh doanh mặt ngõ thông 4 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu nha. Với cái phần phòng tầng 2 thì ngoài cái phần phòng bếp và phần phòng khách thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía tầng 2, đầy đủ bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt gương. Đó. Đáp ứng cái công năng sử dụng theo từng tầng. Phòng khách và phòng bếp thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt chỉnh chu và đầy đủ riêng biệt. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3, 4 và 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào tiếp theo nha. Quý vị ơi, với cái thiết kế tầng 3 của ngôi nhà thì chia làm 2 phòng ngủ trước sau, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Mời mọi người theo em vào cái phía căn phòng ngủ đầu tiên, phía bên trong tầng 3 của ngôi nhà. Đây, phòng ngủ thiết kế đơn giản, không thiết kế trần thạch cao, chỉ thiết kế một cái bóng đèn led ở đây. Và cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ.
Mời theo em sang cái phía phòng ngủ ở phía bên ngoài của cái căn nhà này. Cái căn phòng ngủ phía bên ngoài này thì có cửa sổ thông thoáng. Ở phía tầng 3 này chủ nhà có lắp cho mình một chiếc điều hòa luôn. Đấy. Này. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Ngoài xin nhắc lại vị trí của cái căn nhà này, nó là thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có thể kinh doanh được thực tế luôn các bác nha. Ví dụ với cái vị trí này quý vị có thể mở spa tóc, nail me, nói chung là hợp lý, kinh doanh nhỏ. Với phía tầng 3 ở đây còn một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ về cái bình nóng lạnh cũng như là cái hệ thống sen tắm này, bồn cầu này, đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đó, ưu điểm lớn nhất của căn nhà đó chính là kinh doanh được. Tiếp theo đó là chủ đầu tư thiết kế hoàn toàn tầng 1 thông sàn để kinh doanh. Trên phía tầng 2 là phòng khách, phòng bếp, tầng 3 là hai phòng ngủ rồi. Vậy tầng 4, tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng trên nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng tương tự như tầng 3, cũng gồm hai phòng ngủ trước sau như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. Phòng khách riêng, phòng bếp riêng, tầng 1 thông sàn để kinh doanh. Thiết kế rất chi là hợp lý với một cái căn nhà diện tích đó chỉ tầm 30-32m thôi. Đây là phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Cũng được lắp đầy đủ cái hệ thống bình nóng lạnh, sen tắm. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở phía bên ngoài tầng 4. 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. Công năng sử dụng rất chi là hợp lý, giá chào bán so với một cái mặt bằng kinh doanh rất là hợp lý. Và phần còn lại, phần cuối cùng của cái căn nhà này đó chính là tầng 5. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà nhá. Tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí xuống toàn bộ cái phần cầu thang. Và trên phía tầng 5 thiết kế như sau. Ở đây là cái khu vực để máy giặt mọi người ạ. Đó, sàn thoát nước, ổ điện. Và phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế hai mặt trước sau đều là cái phần sân phơi. Đây, thực tế như vậy mọi người nha. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, đi lại giao thông rất chi là thuận tiện. Đi ra tới ngã tư Sa La, đèn xanh đèn đỏ rất là gần, gần với lại nhiều những cái trung tâm thương mại, gần với các bệnh viện lớn. Và giá chào bán của căn nhà này 4 tỷ 400 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với bác nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0913 403 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.